Mở đầu với phần điểm những thông tin đáng chú ý. Tưởng rằng sau khi Trần Anh nhanh chóng gửi đi thông cáo báo chí giải thích vụ việc nhân viên mặc bikini để tiếp khách tại cửa hàng của mình thì vụ việc sẽ chìm xuống. Thế nhưng mà Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thì đã quyết định vào cuộc bằng việc kiểm tra siêu thị điện máy này. Trao đổi với phóng viên Chào buổi tối, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết là dù đang trong kỳ nghỉ nhưng cũng đã chỉ đạo phải tiếp tục làm rõ vụ việc này. Chiều qua ngày 29 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã cử đoàn gồm 4 cán bộ tới siêu thị điện máy Trần Anh, nơi trước đó đã xuất hiện những người mẫu mặc bikini để dắt xe và đón khách để làm rõ sự việc. Cuộc kiểm tra đã diễn ra rất lâu do các cán bộ văn hóa của thành phố phải chờ đợi Trần Anh cử người đại diện tiếp và trả lời câu hỏi. Tuy nhiên thì kết thúc buổi làm việc, hai bên vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Theo ông Tô Văn Động thì để đưa ra kết luận cần phải chờ đợi đơn vị giải trình, cũng như sở phải hoàn tất các thủ tục xử lý. Người đứng đầu cơ quan quản lý văn hóa tại thủ đô cho rằng đây là hành động rất phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, do đó thì sẽ phải xử phạt ở mức cao nhất. Nếu như ở Trung Quốc, Nhật Bản, việc mang những người mẫu nội y hay là mặc bikini để tiếp thị sản phẩm ở quán ăn, ở nhà hàng đã không còn xa lạ, thì ở Việt Nam, chiêu trò PR này mới manh nha trong thời gian gần đây. Nhưng các chiến dịch quảng cáo như con dao hai lưỡi, nếu xác định đúng đối tượng, phù hợp với số đông, ấn tượng với khách hàng thì thành công, ngược lại thì thất bại thảm hại. Bởi cùng là dùng người mẫu mặc bikini để quảng cáo, nhưng trong quá khứ thì Vietjet Air lại thành công rực rỡ. Vâng, và các chiến dịch quảng cáo đôi khi có thể làm xoay chuyển quan niệm và suy nghĩ của người tiêu dùng ở trên toàn thế giới. Ví dụ bây giờ cả thế giới chúng ta đều thừa nhận là kim cương là đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, và thường thì các cặp đôi sẽ lựa chọn kim cương là một món quà cưới. Nhưng thực chất đây chính là kết quả của một trong những chiến dịch PR tuyệt vời nhất trên thế giới. Vào năm 1938 thì công ty The Beast của Mỹ đã tổ chức một chiến dịch PR nhằm kêu gọi cộng đồng mua kim cương nhiều hơn bằng việc là họ gán cho kim cương với tình yêu và hôn nhân. Và thông qua việc trả cát xê khổng lồ cho các ngôi sao ở Hollywood huyền thoại hóa kim cương và sử dụng truyền hình để quảng bá thông điệp kim cương là mãi mãi, thì cái thông điệp này đã dần trở nên phổ biến. Và cho tới ngày nay thì ai cũng cho rằng kim cương là mãi mãi. Tuy nhiên có thể quý vị và các bạn không biết một sự thật rằng là xét từ góc độ tài chính thì kim cương không có giá trị, có giá trị chỉ bằng một nửa so với số tiền mà chúng ta bỏ ra để mua, và kim cương không được coi là một loại tài sản.